đại siêng năng, thờ Thiên Chúa quyền linh vĩnh hằng. Thì nay nên chăng thu gom thuế đem nộp xê ra? Những gì của xê ra hãy trả về xê ra. Để cho chư dân tin danh Chúa chân thật duy nhất. Những gì của Caesar hãy trả về Caesar. Những gì của Caesar